tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc hoa 5 cánh hình trái tim dễ cưng như thế này nha các bạn. Chúng ta sẽ dùng trang trí sản phẩm gì cũng được nè, áo, váy, hay nón, hay giày gì cũng được luôn nha các bạn. Và ở đây mình sẽ móc vào nguyên cái thân chân móc ở cái vòng tròn ma thuật hay mũi đơn nha. Và ở đây thì mình sẽ móc vào nửa thân chân móc nè. Các bạn thấy thích cái kiểu nào thì mình sẽ móc cái kiểu đó nha các bạn. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai màu len nếu mà các bạn phối hai màu như mình. Màu nào cũng được nha các bạn, màu nào hợp với cái sản phẩm của các bạn là được. Kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 2.5mm nè. Hoặc là các bạn có thể sử dụng kim hai đầu số 3-4 và chúng ta sẽ sử dụng đầu số 4 để chúng ta móc nha. Ở đây á, mình sử dụng cái đầu kim này để cho nó hơi nhọn một tí nè các bạn, cho nó dễ móc hơn thôi. Còn cái đầu số 4 của mình á, nó hơi to một tí á, cho nên là mình sẽ sử dụng cái 2.5 này cho nó tiện nha. Kéo cắt len nữa nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ phối cho các bạn màu trắng với màu hồng này nữa nha, tại vì mình cần làm hai cái màu hồng này. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị len cho mình đi. Mình sẽ làm nhị hoa màu trắng. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Các bạn sẽ đưa kim móc vào cái vòng tròn này, kéo len qua. Các bạn móc lên cho mình một móc xích, đâm kim vào vòng tròn này. Các bạn móc lên cho mình 10 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn nếu làm 6 cánh thì chúng ta sẽ móc là 12 mũi móc đơn nha các bạn. Cứ là 2 mũi móc đơn thì nó sẽ được đủ một cánh á. Thì các bạn cứ phân chia nha. Các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này lại cho mình nè. Kéo nó chặt lại nha các bạn. Sau đó là các bạn đâm kim vào trong móc thứ nhất cho thế này. Các bạn sẽ lấy cái len màu hồng cho mình. Kéo cái len màu hồng qua nha các bạn. Kéo len màu hồng qua, tạo cho mình một mũi trượt. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần màu trắng này, kéo luôn cái phần màu trắng ở phía dưới để cho nó chắc lại như thế này nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình 1 2 3 4. Móc xích thứ 5 nè, các bạn sẽ kéo nến nới ra cho mình nha. 5. Thường thì chúng ta sẽ móc vào nửa bên trong móc như thế này. Bây giờ các bạn sẽ xoay ngược lại cho mình. Đây các bạn, nó có những cái đường nhô lên nè. Mỗi cái chân móc của chúng ta sẽ có một cái thanh nhô lên như thế này. Các bạn sẽ đâm kim vào cái thanh nhô lên nha. Ở chân móc thứ nhất, đâm kim vào cái thanh nhô lên của cái chân móc đầu tiên. Các bạn sẽ kéo len qua cho mình nha. Kéo len qua như thế này. Và các bạn thấy đó, hai cái nhánh của chân móc là chúng ta vẫn còn y nguyên nè. Rồi các bạn lại di chuyển kim móc xuống cái hàng phía dưới, kéo len qua như thế này, xuống chân móc kế tiếp, lại tiếp tục xuống cái chân móc kế tiếp nè các bạn, kéo len qua và chân móc kế tiếp, kéo len qua. Mỗi cái thân chân móc của chúng ta nó có cái đường nhô lên như thế. Rồi cái chân cuối cùng nè các bạn, rồi các bạn cũng sẽ kéo len qua cái phần len thừa nè các bạn. Chúng ta sẽ đưa cái hai cái phần len thừa này nè vào trong mũi móc luôn nha. Đâm kim vào cái chân móc kế bên này nè các bạn. Kéo len qua. Rồi chúng ta sẽ được một cái dãy như thế này. Các bạn đầu tiên các bạn sẽ kéo len qua hai vòng. Sau đó là các bạn lại kéo hai vòng. Hai vòng. Hai vòng. Hai vòng. Và cái hai vòng cuối cùng nè, các bạn sẽ nới cái này lên cho mình một xíu để chúng ta sẽ dễ móc hơn nha. Kéo qua. Rồi các bạn lại đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, các bạn kéo len lên
1 nè, 2, 3, 4, 5. Chúng ta sẽ làm đều như thế này nha các bạn. Chúng ta lại đâm kim vào cái chân móc này nè, cái chân móc mà chúng ta vừa kéo len khi nãy á. Đâm kim vào đây, kéo cái len qua. Nhớ nẹp cái phần len này vào trong mũi móc luôn nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo len qua hai vòng tiếp tục nữa nè. 1 2 3 4 5. Cái này nè, bạn kéo lên một xíu nha. 6. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Chúng ta kéo len qua tạo cho mình một mũi trượt. Mũi trượt thứ hai ở cái chân móc kế tiếp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo cái rãnh hình trái tim nha các bạn. Nó sẽ được như thế này nè. Các bạn sẽ móc lên cho mình hai móc xích. Cái móc xích thứ hai nè, các bạn sẽ nới ra cho mình nè. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái nhánh ở cái nhánh nhô lên á các bạn. Kéo len qua tương tự như những cái nhánh khác nha. Đây, cái nhánh ở phía dưới nè, hai nè các bạn. Rồi bây giờ ở chỗ này nè, cái đường nhô lên thì các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc này nè. 3 4 5. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đã xong nửa bên trái tim bên đây thì chúng ta sẽ làm nửa bên trái tim bên còn lại nha các bạn. Nửa bên trái tim còn lại chúng ta sẽ đâm kim móc vào cái chân móc kế tiếp á các bạn. Vào cái chân móc kế tiếp này nè. Kéo len qua. Nhớ nẹp nẹp cái len thừa này nè. Rồi các bạn lại kéo qua hai vòng cho mình. 1 2 3 4 5. Rồi cái thứ 6 nè các bạn. Nới ra cho mình một xíu nha. 6. Bây giờ bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn kéo len qua. 1 2 3 4 5. Rồi chúng ta bỏ cái phần len này đi, chúng ta cắt luôn cũng được nha các bạn. Đâm kim vào cái chân móc mà chúng ta vừa móc á, chúng ta kéo len qua. Rồi bây giờ các bạn lại móc cái hàng hai vòng len cho mình nè. 1 2 3 4 5. Rồi, cái thứ 6 nè, các bạn không cần phải kéo ra nha. 6 nè. Các bạn để đâm kim, bỏ cái chân móc đầu tiên này, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp á các bạn. Đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, kéo len qua tạo cho mình một mũi trượt. 1 nè. Bây giờ chúng ta sẽ đếm luôn nha. 2 3 4. Rồi chúng ta sẽ chuột mũi vào cái chân móc bên này, bên chân móc ở phía dưới nãy giờ mà chúng ta móc nè. Rồi bây giờ chúng ta đã được một cái cánh hoa trái tim đầu tiên bên này. Như thế này nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm cánh hoa thứ hai. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cánh hoa thứ hai rồi các bạn sẽ làm ba cánh hoa còn lại luôn nha. Hồi nãy mình đã móc lên một móc xích rồi nè. 2 3 4 5. Xoay cái chân móc lại, đâm kim vào cái nhánh nhô lên đó các bạn. Nó sẽ tương tự như là cái cánh hoa trước đó nha. 1 nè. 2 3 4 5. Đây các bạn, cái chân móc này nó đã bị bít rồi nè. Các bạn sẽ kéo nó qua nha.
các bạn sẽ đâm kim vào đây. Bây giờ các bạn sẽ làm hàng 2 cho mình nè. 2 vòng len kéo qua. 1 2 3 4 5. Rồi cái chỗ thứ 6 á các bạn, kéo nới nới ra xíu. Cái này mình móc chặt tay nè, cho nên là mình sẽ khó làm hơn là móc lỏng tay á các bạn. Tại vì để cái mũi móc mình nó chặt hơn cho nó đẹp hơn á. Các bạn lại đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, kéo len qua. 1 2 3 4 5 5 nha các bạn. Đâm kim vào cái chân móc mình kéo len khi nãy á, kéo len qua. Rồi bây giờ các bạn lại móc cho mình hàng 2. 1 2 3 4 5 6. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, kéo len qua, tạo một mũi trượt. Một trượt, mũi trượt thứ hai. Rồi bây giờ các bạn lại tạo cái rãnh cho nửa trái tim còn lại nè, như thế này nha các bạn. Sau đó là các bạn xoay ngược cái chân móc này lại, ở phía sau nó có cái đường nhô lên đó các bạn. Khi mà các bạn thấy khó móc á thì các bạn sẽ kéo nó nhô lên một xíu nha. Rồi bây giờ các bạn kéo lên qua. 1 2 3 4 5. Nửa cái trái tim còn lại các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế tiếp, kéo lên qua, kéo qua hai vòng lên cho mình. 1 2 3 4 5 và 6 nè các bạn, kéo nới ra cho mình. 6. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn lại kéo lên. 1 2 3 4 5. Rồi bây giờ đâm kim vào ở đây 6 nè. Các bạn sẽ làm hàng 2 cho mình. 1 2 3 4 5 6. Đâm kim vào cái chân móc thứ hai, tạo một mũi trượt. 1 2 3 4. Đâm kim vào cái chân móc này, tạo một mũi trượt. 5. Rồi bây giờ chúng ta lại móc lên cho mình. 1 2 3 4 5 và làm cánh hoa tiếp theo. Các bạn sẽ làm cho mình 3 cánh hoa còn lại nha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc đến cuối hàng. Còn nửa bên trái tim cuối cùng nè các bạn, thì các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nha. Các bạn sẽ kéo cái len này qua, kéo len qua như thế này. Và các bạn cũng sẽ móc lên cho mình. 1 nè, 2 3 4 5 6. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên. 1 2 3 4 5 và đâm kim vào cái chân móc này tiếp tục. Các bạn kéo len qua. 6 nè. Giờ đi lượt về. 1 2 3 4 5 và 6. Các bạn đâm kim móc vào cái nhánh này, tạo một mũi trượt cho mình. 2 3 4 và 5. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên một móc xích cho mình nè. Nếu mà các bạn nói vào sản phẩm á, thì chúng ta sẽ móc kéo cái này ra một sợi len dài nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt len nha. Rồi các bạn, cái phần len thừa này nè,
chúng ta sẽ cái màu trắng đó các bạn, chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa này, còn cái sợi màu hồng á thì chúng ta giữ lại nha, để chúng ta nối vào sản phẩm á các bạn. Mình khâu vào trong cái len màu trắng á, để cho nó giấu cho nó kỹ hơn nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần len này. Và bây giờ thì chúng ta đã có được một cái mẫu hoa 5 cánh hình trái tim xinh xắn như thế này rồi nè các bạn. Mình chúc các bạn móc thành công nha. Các bạn nhớ thích video giùm mình, bình luận nếu mà các bạn đã móc được nha các bạn, và ủng hộ mình bằng một cái nút đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.